Con đi sớm vậy sao? Dạ, đi sớm mới kiếm được đồ tốt, chứ mà trễ quá, người ta hốt hết rác, đâu còn gì nữa. À, cháo con nấu rồi, chút má ăn, rồi má uống thuốc nghe má. Tội nghiệp con tôi, mới mấy tuổi đầu mà đã cực khổ. Thức khuya dậy sớm. Con chịu được mà, con lớn rồi. Đừng có tranh giành, gây lộn nha con. Dạ, con biết mà. Bữa nay con ráng lượm được nhiều đồ để bán kiếm tiền, hốt thêm thuốc cho má uống. Má mau hết bệnh. Con đi nghe má. Cẩn thận nha con. Dạ. Mày lẹ lên con, trễ giờ làm của má rồi. Dạ. Đi nha.
có sao không? Con nhỏ này cứ nó bị đòi lắm ha. Xin lỗi nha. Ủa, bạn học ở đây hả? Ừ. Cảm ơn bạn chuyện hôm trước nha. Không biết sao thì nói vậy mà. Thôi, đi học nha. Sao cô cứ hỏi tôi hoài câu đó vậy? Trong công việc tôi quen biết với nhiều người, không lẽ mỗi lần tôi phải thưa trình với cô hay sao? Anh muốn vậy thì ly dị đi. Chuyện đó thì tùy cô. Anh Tường, tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Má phải thưởng cho con đó nha. Anh mà cũng quan tâm tới thằng Hùng sao? Cô chủ nhiệm nói con được chọn để thi học sinh giỏi cấp thành phố đó. Sao má khóc? Anh thấy chưa? Nếu anh tốt đẹp như người ta thì vợ chồng con cái hạnh phúc biết chừng nào. Có chuyện gì vậy ba? Nếu cô muốn xé chuyện này ra to thì được. Tôi hỏi cô, cô có xứng đáng là người vợ hiền chăm lo cho chồng con không? Nhưng mà em làm sao có thể suốt ngày ở nhà lo việc nội trợ được, trong khi em còn biết bao nhiêu việc ở nhà máy. Một mình anh xé làm đôi, anh không thấy như vậy sao? Bây giờ tôi cần một người vợ biết lo toan nhà cửa, chứ không phải là bà trưởng phòng cung ứng. Cô hiểu chưa? Má, sao ba bỏ đi vậy má? Chuyện của người lớn con không nên biết. Sao áo con dơ vậy? Con đã banh phải không? Dạ. Chị ba ơi. Dạ. Dạ bà chú rồi. Chị tắm rửa cho cháu rồi chuẩn bị ăn cơm. Nhớ giặt kỹ đồ cho nó nha. Áo quần nó lấm lem hết trơn. Chờ chút chị ba tắm cho nghe Hùng. Dạ. Đàn ông họ rất cần sự chăm sóc, âu yếm của người vợ. Nhưng chúng ta quá bận rộn vì công việc thì họ phải có trách nhiệm hiểu cho chúng ta chứ.
Đi đâu rồi? Cháu khỏe không chị? Cháu khỏe, cảm ơn em. Nhưng mà không có được. Cháu học khá không chị? Chị luôn bu quá không có thời gian lo cho nó. Mà cũng may, nó học không đến nỗi nào. Ờ, sẵn có xe, chị đưa em về. Thôi, em có xe rồi. Chào chị. Đưa đón kỹ vậy, sợ mất anh Tuấn. Xạo quá đi chứ, không có dân quanh, cha con tụi này bơ vơ liền. Xạo quá đi ông. Em về trước nha chị. Chào chị. Ngồi bên anh, nhìn anh ăn tô bún ốc, anh ăn rất ngon. Sao hồi đó mình không tiến tới hôn nhân hay? Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa, cứ coi như là duyên số đi. Alo, ba ăn cơm chưa? Chừng nào ba về? Con nhớ ba quá. Ba bận công tác xa, con nhớ học bài rồi ngủ sớm nha. Vài bữa nữa ba về. Thôi con ha. Con có thấy điện thoại của má để đâu không con? Má đi quên dưới bếp đó. Lúc này má nhiều việc quá, để đâu quên đó. Con vừa gọi cho ba phải không? Dạ. Má không muốn thấy chuyện này xảy ra lần thứ hai nghe chưa? Học bài xong rồi, ngủ sớm nha con. Dạ. Thấy trong người ra sao rồi? Nó cứ làm mệt hoài em à. Biết được hoàn cảnh neo đơn của chị, Phường có trích một số tiền ra quà, cô ít lòng nhiều nghe chị. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Trong nhà này mọi chuyện lớn nhỏ đều nhờ em hết. Có gì đâu chị, hàng xóm láng giềng mà. Ủa, mà bé Thảo đâu rồi chị? Chắc nó chạy sang nhà bên xem tivi rồi. Có gì không em? Sao chị không cho bé Thảo tiếp tục học lớp đêm?
Ủa, nó vẫn đi học mà. Đâu có, cả tuần nay không thấy em đi học. Chị nằm chỗ có biết gì đâu. Để nó về chị hỏi lại coi. Ê nhỏ, lại biểu coi. Dạ. Nặng lắm, em bưng không nổi. Có nhiều đó mà bưng không nổi. Chị lấy bớt đi, em sẽ bưng sau. Thôi lộn xộn quá, đi đi. Trời ơi, đồ ăn hại. Có nhiều đó làm không nên thân nữa. Cuối tuần này ta sẽ trừ lương mày đó, quỷ nè. Mày còn ngồi lì ra đó nữa hả? Ta đập chết bây giờ. Đúng rồi, lỗi của cô chứ đâu phải của nó. Anh biết cái gì mà xía vô? Tôi chứng kiến từ đầu. Thôi đi đi đi, ta không có muốn mướn mày nữa. Bé ơi bé, nhà cháu ở đâu? Chú hỏi làm gì? Cháu ghét chú lắm. Sao cháu ghét chú? Tại chú á mà người ta đuổi cháu, thà bị đánh cháu còn có việc làm, có tiền. Chú sẽ đền cho cháu. Thiệt hả chú? Bài tập làm văn vừa rồi các em làm tương đối tốt, miêu tả xác thực, cụ thể, sinh động. Một số các em viết còn sai chính tả, dấu phẩy, dấu chấm không đúng chỗ. Cô có ghi lại trong bài, các em về nhớ xem kỹ lại. Riêng em Hùng, tuy có làm bài đầy đủ nhưng không đúng với lời cô dặn. Cô cho các em tả đúng hoàn cảnh gia đình của mình. Trong bài văn của em Hùng tả, chỉ ăn cơm một mình, không có cha mẹ cùng ăn. Có đúng như vậy không em? Tất nhiên là Hùng có thể tưởng tượng, nhưng tại sao em không nghe theo lời cô dặn? Thưa cô, em tả đúng như lời cô dặn. Ở nhà em ăn cơm chỉ có một mình. Các em trật tự. Hùng, ngồi xuống đi em. Dạ. Tiến phát bài cho các bạn. Dạ. Gần đây cô thấy Hùng có chuyện gì phải không? Dạ không. Em ra chơi với các bạn đi. Dạ. Có chuyện gì không Lan, Dung? Thưa cô, bạn Hùng chơi với người xấu quá. Dạ đúng đó, nó hay lãng giảng cổng trường. Con nhã đó bụi đời lắm đó cô. Mày làm gì vậy? Trả chiếc bánh cho tao. Đồ bạn của mày. Của mấy bạn trong trường. Đưa đây, tao trả lại cho người ta. Bữa trước mày đã chơi quê tao, hôm nay dám cự hả? Liệu hồn hả mày? Tao không ăn cắp như mày. Cho mày hết tật lên canh. Trả bánh đây. Đồ ăn cắp đi các bạn. Mẹ lắm. Tụi mày sẽ biết tay tao. Cảm ơn bạn. Bạn bị chảy máu kìa. Không có sao, chút xíu hết à. Bạn can đảm quá. Lại đánh nhau nữa, thôi vô hết đi. Dạ đó đó cô, bạn Hùng bị nó rủ ra. Thưa cô, không phải. Tụi em đá banh bay ra ngoài đường bị lấy cắp. Nhờ có bạn Thảo nữa mới lấy lại được. Dạ đúng rồi đó cô. Các em vào lớp đi. Dạ. Lát nữa đưa Hùng ở đây nha. Lát nữa thằng Hùng nó đi học về. Chị nói má ăn món này cho bổ. Hôm nay chị về trễ, khỏi để dành. Hả? Dạ. Chị không nên để Hùng ăn một mình hoài như vậy. Trẻ con nó rất dễ bị tổn thương tinh thần.
Nhưng em thấy rồi đó, công việc của chị thường xuyên phải chiêu đãi hết khách hàng này đến khách hàng khác. Mấy giờ rồi em? Cũng sắp tới giờ rồi. Đó, Quanh thấy chưa? Công việc cuốn hút, chị thì rất thèm không khí gia đình. Mình đi. Hùng ơi! Hùng! Dạ! Ê! Bạn tìm tụi này phải không? Tìm mấy bạn làm gì? Chứ tìm ai? Ê! Xin lỗi! Mẹ Thảo chữa bệnh, phải đưa vào bệnh viện nên Thảo đến trễ. Vậy mình đi! Đi đâu? Đi thăm má Thảo! Đến đi! Đi bộ thôi! Thảo không dám đi xe này đâu. Sao vậy? Thảo ngồi lên dơ xe hết. Không sao đâu, dám cứ lên đi. Lên đi. Chị thấy trong người ra sao rồi? Chị Lai, may quá, em tới kịp lúc. Chị không dám làm phiền em. Không có đâu, chị đừng có nói vậy mà. Hãy lợi dụng lòng tốt của em. Chị sợ không qua nổi. Còn nhỏ quá, chị không biết khi chị mất rồi nó sẽ sống ra sao. Chị Lai, chị đừng có nghĩ quẩn, sẽ qua khỏi mà. Coi có gì mồ côi hay nhà nào đó cần người giúp việc như em, em giới thiệu giùm cho cháu, để cháu có được chỗ nương thân cho tới khi khôn lớn. Chị Lai, 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 chị Lai,
về ăn chung. Má đã dặn chị ba rồi. Má đang bận. Má bận ăn nhà hàng phải không? Trời ơi, sao con cứng đầu quá vậy? Alo. À, cháu Hùng phải không? Cô là ai? Sao cô biết cháu? Có phải cô là cô là bạn của ba cháu. Cháu chờ một chút nha. Con anh gọi. Alo. Ba đang ở đâu vậy? Cô ấy là ai vậy ba? À, cô ấy là một khách hàng của ba. Có phải là người mà má nói không? Chuyện người lớn con không hiểu được đâu. Bây giờ con ăn cơm, học bài rồi đi ngủ. Đó là những chuyện con cần phải làm. Thôi ha. Thằng bé chắc kháu khỉnh lắm phải không anh? Giống anh hay giống bà Nga? Nếu bây giờ em có một đứa con giống như anh cũng hay hay. Có thể sau này chúng mình làm xui gia với nhau. Anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao em và anh ta lại ly dị. Có thể là... Nhưng hôm nay anh có định ở lại đây với em không? Tất nhiên là có chỗ của anh rồi. Em lúc nào cũng đùa giỡn được. Nếu ngày xưa em nghiêm chỉnh một chút, chấp nhận lời cầu hôn của anh, thì giờ này đâu có rắc rối. Em luôn là một con điên mà. Mình cũng bất tiện lắm vì không có bà con thân thích hay làng gì. Trước mắt thì chị đưa em đến nhà tình thương của phường. Ở đó có các dì các chị, họ chăm sóc cho em chịu không? Em không đi đâu hết, em ở đây với má em. Em ở đây một mình, lỡ có chuyện gì ai sẽ lo cho em? Vậy thôi cũng được, em ở đây vài bữa cho khuây khỏa. Đừng khóc nữa em. Em ở đây chơi, chị và anh Thành về phường có việc. Dạ. Thảo cho Hùng chia buồn nha. Sao Hùng biết nhà? Mấy bữa không thấy Thảo ghé trường, Hùng mỏi thăm người ta chỉ. Nhà Thảo nghèo, nhà buồn lắm. Nhà giàu cũng buồn vậy. Hùng ơi Hùng, Hùng ơi. Chị ba ơi, chú Sáu ơi. Thank you.
ở đây được đâu. Mũi nè, không có chỗ nằm nè. Ở nhà không tìm thấy Hùng, ba má Hùng sẽ lo lắm đó. Không dám đâu, không ai lo cho Hùng hết đó. Mà Hùng ngủ ở đây được mà, Hùng dễ ngủ lắm, nằm xuống là nghe o liền. Hùng tới thăm là quý lắm rồi. Ở lại đây, lỡ ba má Hùng biết được thì sao? Nếu mà ngại thì Hùng sẽ kiếm chỗ khác ở. Sao Hùng không về nhà? Bạn không hiểu được đâu. Sao chú? Không ai biết hết, cô giáo cũng không biết, bạn bè cũng không biết. Bà chủ, làm sao bây giờ hả chú Sáu? Hay là đi báo công an? Không được, chú muốn người ta đưa chuyện nhà mình lên báo sao? Có thể Hùng tới chỗ ông chủ á. Nó tới đó làm gì? Chị không thấy ông bỏ nó rồi sao? Mấy hôm trước tôi có nghe Hùng gọi điện thoại cho ông chủ. Phải đó, mình cứ gọi hỏi thử, mai ra gặp Hùng ở đó. Bà chủ chờ chút đi. Alo. Dạ thưa ông chủ. Chú Sáu hả? Có gì gì không? Dạ. Dạ. Có chuyện gì? Dạ. Có Hùng ở đó không ông chủ? Nó qua đây làm gì? Hùng không có ở bển. Con tôi. Hùng ơi, Hùng ơi. Bà chủ, bình tĩnh đi bà chủ. Có chuyện gì vậy chú Sáu? Thằng Hùng sao rồi? Alo. Alo.
Em đã báo công an và nhắn tin trên truyền hình rồi. Có chuyện gì mới không chị? Alo. Con Hùng đây. Hùng hả? Con có khỏe không? Con đang ở đâu? Má đến ngay bây giờ. Má đang ở đâu? Má có về nhà chưa? Không. Má đang ở nhà máy. Con nói mau đi, con đang ở đâu? Má đến ngay. Nếu ba không về thì thôi. Điều đó có gì quan trọng đâu con. Con muốn ba về ở với má nhà con. Hùng. Con ơi. Alo. Trời ơi. Con ơi. Bức thư của em gái 15 tuổi gửi tòa án. Kết quả vụ xử ly hôn thật bất ngờ. Tòa công bố bức thư của một em bé gái 15 tuổi. Và nghe nội dung bức thư xong, mọi người đều khóc. Hai vợ chồng nhìn ra được chỗ sai lầm của mình, đã xin lỗi tòa để mà được chung sống lại. Bạn đọc chỗ bức thư mới hay. Con nhỏ đó có gửi bức thư mà. Cái đèn này tối quá. Đọc nhức mắt, sao không tắt điện? Không có tiền đóng, người ta không cho câu nữa. Nhà Thảo nghèo lắm. Hùng về nhà đi. Rồi sáng mai gặp nhau đi làm như mấy bữa nay vậy đó. Vậy mà cũng nói được. Về nhà là hết đi luôn. Lúc này mấy đứa nhỏ ngoài đời ra sao rồi? Tụi nó có tiến bộ rồi, không phá làng phá xóm nữa. Còn mấy đứa nhỏ bên lớp An thì sao? Tụi nó cũng ngoan lắm, chịu khó học. Em cũng mừng. Gì vậy Quyên? Mình vô đây một chút. Anh còn nhớ bé Thảo không? À, anh nhớ rồi. Luật sư coi hồ sơ nhà đất của tôi còn thiếu thứ gì không? Dạ. Alo, luật sư Tường, tôi nghe. Ủa, ba đang làm gì vậy? Ba đang tiếp khách. Còn con đã ở đâu? Về nhà rồi phải không? Con chưa về. Má có ở bên ba không? À, xin lỗi, bà chờ tôi một chút. Dạ. Má con đã đi làm mà. Con đang ở đâu để ba đón con về? Con chỉ về khi ba má ở chung nhà. Bao nhiêu hả chị? 4,000. Nghe cô nói nè, các em chép xong rồi làm bài, không được cười giỡn nói chuyện. Cô qua văn phòng một chút. Dạ. Ngoan nha. Các em học võ thuật là để tăng cường sức khỏe chứ không phải đánh lộn, nghe chưa? Dạ. Tất cả chuẩn bị đi. Nghiêm. Một. Bốn. Hai. Về vị trí cũ. Nhắn tin Nguyễn Thế Hùng ở đâu về gấp, ba má trông con. Bà con thấy cháu ở đâu xin báo về địa chỉ 16 đường số 5 khu biệt thự Hoa Hồng. Điện thoại 8251519 hoặc 0908121. Gia đình xin hậu tạ. Anh Thần ơi, anh Thần.
Đâu, tắm đi, đã lắm. Không tắm chung đâu, kỳ thế mồ. Cái gì mà kỳ? Hùng ở đây đừng đi đâu nha, để Thảo chạy về nhà kiếm đồ cho Hùng thay. Ừ. Thảo ơi, Thảo. Dạ. Còn gì bạn Thảo có ở đây không? Dạ, có chuyện gì không anh? Bạn ấy đâu rồi? Dạ, em không biết. Đi đâu từ sáng tới giờ? Nếu Thảo thấy ở đâu, kêu bạn ấy về ngay. Ba má bạn ấy đang tìm. Dạ. Thảo có biết bạn ấy đi đâu không? Dạ không. Tắm tối vậy, coi chừng bị cảm lạnh nghe em. Dạ. Mình về quyên. Nhớ nha Thảo. Tối mai em nhớ ra nhà văn hóa học tiếp nha. Dạ. Ngoan, chị về nha. Đã nói với má rồi, con chỉ về khi nào có đủ ba má. 10 giờ sáng mai con sẽ gọi lại. Bao nhiêu hả chị? 7 ngàn. Sao mắc vậy? Tính vậy là bớt cho em rồi đó. Em nói nhiều quá trời. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Đi. Mày muốn chết mày? Điểm vào ăn trời. Hùng bị phiền Thảo quá. Sao Thảo không cho Hùng đi làm mấy bữa trước? Còn cái nón này nữa, vừa nóng vừa chật, không hiểu. Thảo cứ bắt mình đội làm gì? Mà sao hôm qua không đi nhà Thảo ngủ? Nhà Thảo có ma. Em nghĩ là chị nên gọi điện thoại cho anh Tường, nói rõ về yêu cầu của cháu Hùng. Nhưng tại sao chị lại phải gọi trước mà không phải là ảnh? Chị có lòng tự trọng của chị chứ. Đây không phải là vấn đề của lòng tự trọng, mà chỉ là sự quan tâm của chị đối với cháu Hùng. Em cho rằng chị không đau khổ khi vắng con sao?
Chị làm việc mà đầu óc cứ để đâu đâu. Em nghĩ chị nên gọi cho anh Tường. Alo, luật sư Tường tôi nghe. Con nó muốn gặp anh. Hùng về rồi hả? Con đâu? Sao anh không lo lắng gì cho con hết vậy? Anh có biết là nó buồn lắm không? Tôi cần gặp Hùng, đừng có dài dòng quá. Nó yêu cầu phải có tôi và anh. Có đúng vậy không? Anh nghĩ tôi bày ra chuyện này để cầu xin lòng thương hại của anh sao? Tôi nhắc lại, tôi chỉ nghĩ đến con thôi. Chị chưa cho anh biết là gặp ở đâu, lúc nào. À quên, lúc này đầu óc chị cứ rối tung lên hết rồi. Anh Tường phải không? Alo. Trễ giờ rồi chứ. Hùng hỏi giờ làm gì? 10 giờ sáng nay Hùng đi gặp ba má của Hùng. Hùng ra sau rửa mặt, ăn sáng rồi đi. Kẻo trễ giờ. Sao Thảo khóc? Bụi. Hùng chưa tới hả? Tôi cũng đang đợi. Dạ thưa anh chị Dung Di. Cho một chai nước suối với một ly cảm giác ít đường. Dạ. Còn gì nữa? Nữ hơn một nam chứ bộ. Tôi tưởng anh đã quên rồi chứ. Hùng đi đi, kẻo trễ giờ. Hùng gặp ba má, rồi Kim Thảo ở đâu? Thảo về nhà. Hùng nhớ đi học lại nghe. Có chắc thằng Hùng hiện ra đây không? Hay là... Tôi cũng đang sốt ruột như anh đi. Không biết có chuyện gì xảy ra cho con không? Hùng đi nha, sẽ gặp lại bạn. Cô biết thời giờ của tôi quý giá như thế nào không? Bao nhiêu người đang chờ tôi ở văn phòng, trong khi tôi lại trở thành một diễn viên bất đắc dĩ trong trò đùa này. Anh Tường, anh thay đổi đến như vậy sao? Anh có thể không yêu em nữa, nhưng mà anh phải nghĩ tới con chứ. Nó đã gọi điện cho em một cách chắc chắn. Nhưng tại sao? Chắc có chuyện gì xảy ra cho con. Chị Quyên ơi, chị Quyên, bạn Hùng bị xe đụng. Xe đụng ở đâu? Anh vô hỏi anh Long số điện thoại gọi về nhà Hùng gấp. Mấy hôm nay em đi đâu mà chị với anh Thành tìm không thấy vậy? Dạ, em và bạn Hùng ngủ ở hiên chùa. Thank you.
Sao họ lâu tới quá vậy? Hình như họ tới. Cô từ đâu rồi? Ông bà có phải là ba má của em Hùng? Dạ phải. Cậu là người điện cho tôi phải không? Cậu gặp cô tôi ở đâu? Cũng nhờ cô bé này. Hùng bị thương sao hả cháu? Dạ, bị xe Honda đụng bất tỉnh. Con tôi, Hùng ơi. Ê, bình tĩnh lại đi. Ba má Hùng tới rồi, mình về đi anh. Thảo có gì với chị không? Dạ về. Ông bà đã tới rồi, chúng tôi xin phép về. Cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Đây là địa chỉ của tôi. Cảm ơn con. Dạ. Chào bà. Chào ông. Cơm sao? Đây là nhà của cháu mà. À, gặp mày đỡ quá, tao chờ mấy bữa nay. Út bà, lấy cho ba cái đồ kia con. Cái rương và giường mục nát á, tao quăng hết rồi. Sao cô chú lại dọn nhà cháu? Nhà này á, má mày mướn của người ta. Bây giờ người ta bán lại cho tao rồi, mày hiểu chưa? Thôi vô ăn cơm. Cho mau khỏe. Em cho con ăn từ từ thôi. Uống chút nước cho đỡ gắt miệng đi con. Ba má phải tìm Mận Thảo về cho con, rồi con sẽ ăn uống. Sao con lo cho bạn ấy quá vậy? Thảo rất tốt với con. Má bạn ấy chết rồi, bạn ấy giờ chỉ có một mình. Thì má sẽ cho Thảo tiền. Má phải kiếm Mận Thảo về đây cho con. Con nói thề, không bỏ bạn ấy khi gặp lại ba má. Con muốn ba má nuôi bạn ấy. Chuyện đó không đơn giản đâu con. Con thấy người ta nuôi thiếu gì. Nhưng điều quan trọng là liệu bạn ấy có chịu ở chung với chúng ta hay không. Em định nuôi bé Thảo thật sao? Bạn ấy ăn đâu có bao nhiêu, ngủ chỗ nào cũng được. Má bất tiện sáng của con, nuôi bạn ấy là đủ rồi. Không ngờ con của má giỏi lắm, không biết chúng ai đi nữa. Má một nửa, ba một nửa.
Alo, Thành đó hả? Tôi Tường đây. Người ta đuổi con, không cho con ở nữa. Nín, nín đi con. Cũng không trách họ được, nhà đó má em mướn mà. Bây giờ con tính sao? Hay là ở lại đây với bà với chị Quyên, phụ bà bán cơm tắm nha. Dạ. Ừ. Quyên ơi. Dạ. Anh Thành đi đâu vậy? Vô nhà em chơi ha. Em có thấy Thảo đâu không? Trong nhà em chứ đâu. Hên thiệt. Con ngủ chưa? Trời. Anh vừa chợt nhớ lại câu nói của con. Con nít còn thương nhau hơn người lớn nữa. Có phải nó muốn nói đến anh và em không? Sao nuốt thuốc hoài vậy? Anh có cảm giác nhờ có bé Thảo mà chúng ta đã hàn gắn với nhau. Anh quyết định vợ chồng mình sẽ lo cho bé Thảo ăn học đàng hoàng, cũng giống như thằng Hùng em hả? Cha con anh rất giống nhau, luôn luôn đặt em trước sự việc đã rồi. Em đồng ý, miễn anh và con vui là được. Em cũng đã từng ao ước có một đứa con gái. Đâu tình thương mến thương dành cho em, mẹ có cho em. Ba ơi, ba ơi. Có cho em. Không. Đâu tình có. Thương mến thương dành cho em. Vòng tay khao khát yêu thương ra sao tìm em. Hùng nè, ngày này á, vòng ba sẽ đưa cả nhà mình đi Đà Lạt chơi. Cô chịu không? Dạ chịu. Người xa khuất phôi phai nhạt nhòa trong lại em. Ngày xa nhung nhớ nhạt nhòa ý. Thảo lại với ba má Hùng đi. Sao hôm còn sáng bơ vơ lòng ương, xin cho ngày tháng dần vui cay đắng. Ai trên thềm vắng, ai trong nồng ấm, xin em lòng cứ mong chờ. Mẹ có hay chăng, người có hay chăng, đâu tình thương mến thương dành cho em. Mẹ có cho em, người có cho em, đâu tình thương mến thương dành cho em. Vòng tay khao khát yêu thương ra sao tim em,
vòng tay âu yếm luôn cần cho em. Ngày xa đã khuất phôi phai nhạt nhòa trong em, ngày xa nhung nhớ nhạt nhòa yêu thương. Ngày xa đã khuất phôi phai nhạt nhòa trong em, ngày xa nhung nhớ nhạt nhòa yêu thương. Ngày xa đã khuất phôi phai nhạt nhòa trong em, ngày xa nhung nhớ nhạt nhòa yêu thương. Ngày xa nhung nhớ.